Hai ca tái dương tính có mặt ở nơi đông người như sân bay, bến xe, thành phố Hồ Chí Minh liệu có bùng dịch? Thành phố Hồ Chí Minh vừa phát hiện hai trường hợp tái dương tính sau khi cách ly 14 ngày. Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Tấn Bỉnh bắt buộc truy vết khẩn cấp. Điều đáng lo ngại là cả hai trường hợp này có lịch trình di chuyển phức tạp. Sau khi hết thời hạn cách ly tập trung, hai người này đã có lịch trình di chuyển khá dày đặc qua 5 tỉnh, bao gồm Tây Ninh, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nghệ An và Hà Tĩnh, từng tiếp xúc với nhiều người và đến những nơi đông người như sân bay, bến xe. Cụ thể, bệnh nhân thứ nhất là chị NTT, 32 tuổi, là nữ, ngụ ở thôn Việt Yên, xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà, từ Dubai nhập cảnh về sân bay Tân Sơn Nhất ngày 13 tháng 4 và được cách ly tập trung tại trường quân sự thành phố Hồ Chí Minh cùng 4 công nhân khác. Trước khi về Việt Nam 2 tuần, chị T đã lấy mẫu xét nghiệm 2 lần, một lần dương tính và 2 lần âm tính. Tại trường quân sự thành phố Hồ Chí Minh, sau 3 lần xét nghiệm âm tính, đủ cả 14 ngày, chị rời khu cách ly, đi taxi đến bến xe An Sương, huyện Hóc Môn và thuê nhà nghỉ ở gần bến xe. Đến 4 giờ sáng ngày 1 tháng 5, chị bắt xe khách Hiếu Phượng về Hà Tĩnh. Bệnh nhân thứ hai là chị NTH, 28 tuổi, ở thôn Xâm Lộc, xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà. Ngày 25 tháng 3, chị H đi từ Campuchia về Tây Ninh, khai báo y tế, được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính, đã được điều trị cách ly tập trung tại Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh. Đến ngày 25 tháng 4, sau 3 lần xét nghiệm âm tính, chị H lên thành phố Hồ Chí Minh chơi 3 ngày. Đến ngày 27 tháng 4, chị H ra sân bay Tân Sơn Nhất đi máy bay ra Đà Nẵng, thuê khách sạn không nhớ tên trên đường Yên Bái, Đà Nẵng. Ngày 28 tháng 4, chị tiếp tục ra sân bay Đà Nẵng về sân bay Vinh, Nghệ An, được người thân đón về bằng ô tô riêng. Chị H đã khai báo y tế và được hướng dẫn cách ly tại nhà chị gái ở xã Tượng Sơn từ ngày 29 tháng 4. Ngày 4 tháng 5, mẫu xét nghiệm lần 1 của chị dương tính. Như vậy, liên quan đến ca tái dương tính lần thứ nhất, thành phố Hồ Chí Minh ít nhất phải khoanh vùng truy vết cho được taxi chở bệnh nhân, nhà nghỉ bệnh nhân đã nghỉ và khu vực bến xe An Sương, Hóc Môn. Với ca thứ hai, thành phố phải làm rõ được lịch trình di chuyển, tiếp xúc của bệnh nhân trong thời gian ở thành phố Hồ Chí Minh 3 ngày sau khi hết thời gian cách ly điều trị. Virus SARS-CoV-2 tỏ rõ sự nguy hiểm khi ngày càng có nhiều ca phát bệnh tái dương tính sau khi cách ly đủ 14 ngày khiến ngành y tế đau đầu. Giữa thời điểm chưa tìm ra được cơ chế hoạt động chính xác của virus, thời gian phát bệnh, thay vì nơm nớp lo sợ bùng dịch, tốt nhất người dân ở các thành phố lớn nên hạn chế tụ tập đến những nơi đông người để không biến mình trở thành nguồn lây nhiễm cộng đồng.